Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Raygun Channel. Mình là Raygun đây. Video ngày hôm nay sẽ là một trong 3 video ngày Tết của mình. Mình sẽ quay 3 video và mình sẽ up dần trong những ngày Tết. Thì video này sẽ là video thứ hai. Và video này sẽ chia sẻ những gì? Video này mình sẽ chia sẻ về những cái súng nâng cấp tiếp theo rất là xịn sò, cũng như là trong cái sự kiện sinh nhật PUBG Mobile lần thứ 3 sắp tới. Đó, bây giờ không lòng vòng nữa, anh em nào chưa like video thì like ngay, chưa subscribe thì subscribe ngay và nhớ ấn chuông luôn nhận thông báo từ YouTube khi mình đăng video mới lên nha. Bây giờ thì bắt đầu video thôi, let's go. Bật mí với anh em trước là trong video này chúng ta sẽ có tới 6 cây súng nâng cấp. Video này chúng ta sẽ có tới 6 cây súng nâng cấp luôn và mình sẽ chia sẻ từ từ cho anh em, và cây súng cuối cùng sẽ là cây súng xịn nhất, anh em nhớ coi tới cuối video nha. Đầu tiên nó sẽ đến với một cái súng nâng cấp với 5 level thôi, đơn giản thôi, một cái súng ở trong thính là cây Rosa. Đó, thì cây này Rosa đã có một cây súng nâng cấp trước đây rồi, cái súng màu xanh xanh lá cây á. Đây là cây súng thứ hai Rosa nâng cấp nè. Đó thì tên cái súng thì vẫn chưa có, nhưng ta có thông tin trước thì kiểu nó màu nâu nâu đen đen, nhìn nó giống skin bình thường quá. Thì 5 level mà thì có lẽ những cây này sẽ nằm trong hộp đồ chứ không nằm trong vòng quay nha anh em. Thường thì 5 level thì nằm trong hộp đồ thôi. Những cái kia phép thì vẫn chưa có thông tin luôn, nhưng mà có cái ngoại trang tiếp theo á. Đó, từ cái súng màu nâu mà đen thùi lùi nó thành cái súng màu hồng và nhiều trái tim vẫy nồi. Nó là một cái nâng cấp mà thay đổi ngoạn mục từ một cây cùi bắp thành một cây mỹ nhân, một cây nữ tính vẫy nồi màu hồng hồng nữa. Nên cây này chị em thích lắm này, trái tim luôn kìa, vẫy nồi. Nó cái súng màu hồng với những cái họa tiết trái tim trắng trắng nè. Trời ơi, súng Valentine gì mấy cha ơi. Còn đây là cái kill message đây nè. Trời, kill message có trái tim. Đó, giết giết xong rồi còn quăng tim nữa, phải nào giết người ta còn quăng tim. Đó, thì cái súng này có lẽ là cái súng Valentine hay súng tình yêu hay sao đó. Còn đây cái ngoại trang cuối cùng nè. Trời ơi, mình tạm gọi cái Rosa là Rosa tình yêu hoặc là Rosa công chúa nha nè. Nó nhìn nó công chúa phải nồi, nhìn nó tình yêu phải đái. Có những cái mạ vàng nữa thì có lẽ là Rosa công chúa, nhìn dành cho những cô công chúa của các anh em này. Anh em mà có công chúa thì cứ tặng Rosa này. Một cái súng nâng cấp tiếp theo muốn chia sẻ với anh em đó là cây M762. Thì cái skin M762 cuối cùng cũng ra rồi, nhưng mà nó nằm trong cái vòng quay quay ông gì quên ta, nhưng mà anh em phải quay vòng UC mới có. Thì anh em nào chưa có cái súng đó mà muốn tốn UC để có cái súng xịn hơn thì có thể quay cây M762 này. Thì đó, cây M762 này là cũng là cây nâng cấp lần thứ hai thôi. Cây đầu tiên là cây hình như là cây Ligo đúng không anh em? Ligo màu xanh xanh tím tím, thì đây là cây M762 nâng cấp tiếp theo. Cây này nó có 7 level luôn. Cây trước hình như có 5 level hay sao á. Đó là cái ngoại trang cơ bản nè, thì nó hồng hồng đen đen, nhìn nó bình thường thì cơ bản mà kiểu như bình thường thôi, đâu có gì đặc biệt. Nó sẽ đến với cái kill effect nè. Đó, cái kill effect này mới là cái đáng nói nè. Cái này sẽ ra trong những mắt trong sự kiện sinh nhật thứ ba này, nó bốc khói lên và có hình trái tim búng 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 lên, và đặc biệt nó có cái hình số 3 là sinh nhật thứ ba. Đó thì nó có hình trong khói luôn. Còn đây là cái ngoại trang tiếp theo nè. Thế nhìn nó cũng hao hao những cây Lego trước đây ta, những cái mảnh ghép vuông vuông mà ghép cho cái súng nè. Tiếp theo sẽ đến với cái kill message. Kill message lần này là chúng ta có hẳn tim nữa kìa anh em. Bắn tim nữa kìa. Ở cái đầu kia message là một cái ray boy, một cái cầu vòng 7 màu hình trái tim và những cái trái tim nhỏ lướt qua trong cái tên kia message nữa. Thì cái này nhìn nó khá cute luôn. Nãy giờ cái này giống như cây Rosa là kiểu như cho chị em rồi, quá dễ thương. Chị em cái này buông nạp mạnh tay lắm, sao mà PUBG Mobile ưu ái dành súng cho chị em không ta. Cái bật tiếp theo có lẽ là cái móc khóa nè, nhưng mà nó chưa có cập nhật. Còn đây là cái ngoại trang cuối cùng nè, ngoại trang cuối cùng khá là ngầu luôn, vừa ngầu mà vừa dễ thương. Đó, những cái ốp bên ngoài, những cái phụ kiện chi tiết ốp mới vào cây súng nhìn thay đổi hoàn toàn cái cấu trúc cây súng nè. Trời ơi, nó vừa dễ thương mà vừa ngầu, đúng là đúng như cái này khi nãy mình nói luôn, vừa ngầu lòi mà vừa dễ thương. Cuối cùng ta sẽ có thêm một cái hộp xác nữa. Đây là cái hộp xác này. Trời ơi, hộp xác này chị em gặp chị em nằm kế bên hoài luôn, anh em thấy nó dễ thương không? Kiểu nó như là một cái túi xách vậy, giống như là cái túi xách vậy đó. Anh em thấy là có cái quai nè, có những cái dây kéo nè, và có con gấu nhồi bông ở phía ngoài, nó nhìn như là một cái túi vậy chứ không phải là cái hộp xác. Dễ thương vãi nồi luôn. Một cây súng nâng cấp tiếp theo muốn chia sẻ với anh em là cây M24 lần này kiểu như là hoàng gia anh em. Trời ơi, cây này bắn cơ bản thôi cũng đẹp rồi nè. Đó, anh em thấy là nó có một cái màu phối màu là đỏ vàng đen, đó những cái hoa văn màu vàng giống như là mạ vàng, những cái súng rất là sang trọng, cái đầu nòng cũng màu vàng luôn. Kill effect thì chưa có thông tin, còn cái ngoại trang nâng cao thì chúng ta sẽ có nâng cấp mới hơn, là những cái màu vàng nó sẽ dày hơn cái màu vàng trước, những cái hoa văn nó cũng to hơn. Cái này chỉ có 5 level thôi, 5 level thì dễ chơi anh em, 7 level thì chua lắm. Thường mấy cái 5 level này ra bán rất là nhiều, anh em là cần tìm bán thì quay những cái súng mà 5 level này nè. Cái gì đây, cái kill message hả? Cái kill message của bắp vậy, kill message này có bị lỗi phần mềm không cho kỹ ta,
bình thường quá. Mình nghĩ cái này nó bị lỗi hay sao nữa, mình sẽ cập nhật cho anh em sau nha. Còn để ngoại trang cuối cùng nè, ngoại trang tối hậu nè, thì nó những cái hoa văn nó bắt đầu xòe ra khỏi cây súng và nó chĩa ra bên ngoài. Ở cây này kiểu cơ bản thôi, 5 level mà, và cái bán súng cuối cùng nó cao hơn chút xíu. Những cái 5 level thì ngoại trang nó không thay đổi nhiều đâu anh em ơi. Tiếp theo ta sẽ đến một cái skin súng bánh bèo dành cho chị em nữa, đó là một cây SLR hoa anh đào á, kiểu như hoa đào mùa xuân đó nè. Cây này mình đánh giá rất là đẹp. Cây này nhìn nó giống với lại cái outfit mà đang cho anh em quay nè, cái outfit mà hồng hồng á. Thì level đầu tiên thôi, chúng ta có những chi tiết rất là đẹp rồi. Những cái hoa anh đào, hoa mai gì nè gắn trên cây súng, và những cái lá hoa anh đào từ cái bán súng nó kéo dài ra tới ngoài chỗ cái tay cầm luôn, cái băng đạn luôn. Nó ngon lành, level 1 là mình thấy đẹp rồi, dễ thương rồi. Và cái key effect thì chưa có thông tin, và cái ngoại trang tiếp theo. Ủa là sao? À có thể là cái khi nãy là cái ngoại trang tối hậu anh em ơi. Đây là cái ngoại trang nâng cao và cái ngoại trang Q-Matic là có một cái hoa anh đào ở phía góc trái này, thì cũng đơn giản thôi mà có những cái tia sáng lóe lóe lên. Và cái ngoại trang cuối cùng chúng ta có là cái ngoại trang, ok, có lẽ là anh em có thể thấy là cái ngoại trang nâng cao nó sẽ là cái ngoại trang level 1, còn cái ngoại trang tối hậu nó sẽ là ngoại trang level 2, còn cái ngoại trang lần đầu tiên á, cái ngoại trang cơ bản thì nó là cái ngoại trang cuối cùng. Thì có lẽ cái ông Matt này ông quay cái video này lúc là nó bị cái chưa cập nhật hoàn toàn cái skin súng này. Đó, ngoại trang đầu tiên sẽ là cái ngoại trang tối hậu, còn những cái sau là level 1, level 3 nó bị đảo lộn chút xíu. Cái súng tiếp theo muốn chia sẻ với anh em trong video của ông Matt đó là cái lại là M24, cũng là 5 level thôi. Cái này thì có lẽ nó sẽ nằm trong cái vòng quay của sinh nhật lần thứ 3 nè, nhìn nó hơi màu mè chút xíu thì có lẽ là sinh nhật. Nhìn cái bán súng nó như là cái loa vậy anh em, nó liên quan tới âm nhạc. Và cái key effect mà mình muốn chia sẻ với anh em đó, bốc khói lên nhiều màu và có những cái nốt nhạc bay lên, đúng như mình đoán là nó nghiêng về chủ đề âm nhạc, tại vì mình thấy trên cái bán súng có cái loa. Đây ngoại trang tiếp theo nè. Ôi ôi, nhìn cái phối màu này mình nhớ tới những cái bộ đồ âm nhạc ở những cái season trước anh em. Có lẽ là cái cây súng này nó nằm chung cái season, chung cái phối màu với những cái bộ đồ đó, bộ đồ xanh đỏ tím vàng nè, và liên quan tới âm nhạc á. Anh em nhớ bộ đồ mà có cái mặt nạ mà có những cái đèn led chạy dài trên mặt nạ không? Nó sẽ nằm chung với cái đó. Khi effect thì bình thường, khi effect thì mình nghĩ nó phải thêm màu mè vô thì nó mới ngon chứ anh em, chứ xanh lè nhìn cũng bình thường quá. Ngoại trang tối hậu thì thêm một số chi tiết và thêm một số cái màu mè thôi. Cây này kiểu như màu mè chứ nó không có những cái chi tiết ngoài nhiều, nó chỉ như đơn giản là cây súng rồi sơn màu mè rồi những cái chi tiết nó hơi to hơn chút xíu thôi, nó không có gì khác. Và phần hấp dẫn nhất của cái hộp đồ nâng cấp những cây súng lần này đó là cái nó sẽ đến với cái hộp đồ Scalar Joker. Cây này cây nâng cấp nha anh em, rất là xịn. Đầu tiên nó sẽ có một cái outfit Joker nè, Joker đi cho anh em dễ nghe. Hộp đồ Joker nó sẽ có cái outfit Joker nè, phẩm chất đỏ chuyển động đuôi với hai màu tím đen thường thấy ở trên nhân vật Joker luôn, hai cái màu chủ đạo tím đen xanh lá cây. Ta đã có một M4 hề và một cái bộ đồ hề rồi, lần này sẽ có Scalar Joker và một cái outfit Joker. Lần này outfit đấy nó xịn hơn là cái outfit Joker lần trước. Một cái outfit tiếp theo nữa, chúng ta sẽ có một cái bộ đồ kiểu như là vợ của Joker hay sao này, nè có tên ở dưới nè, cũng liên quan tới nhân vật Joker thôi. Và nhân vật chính của cái hộp đồ này thì không ai khác đó là cây Scalar Joker. Thì mình đánh giá cây này rất là đẹp. Ngoại trang đầu tiên thì chúng ta thấy nó bình thường, nó chỉ có màu tím tới vậy, phối màu đọt chuối rồi vô xíu thôi. Đó, thì đây là cái ngoại trang cơ bản. Còn cái kill effect chúng ta sẽ có rất là đẹp. Buzzubai đã nâng cấp lên một tầm cao mới, là cái kill effect khi mà bốc khói lên sẽ có một cái hình nhất định. Khi nãy thì cây gì ta thì quên rồi, nó có hình số 3, khói lên là có mặt hề luôn em. Nó búng lên những cái cơ trùng bích nó đúng mùa với lại tết luôn, cờ bạc cơ trùng bích và có một cái mặt nạ hề đưa lên nè. Đó, còn đây cái ngoại trang nâng cao, trời ơi, một cái ngoại trang nâng cao thôi mà nó khác rất là nhiều so với ngoại trang tiếp theo rồi. Anh em thấy những cái họa tiết gắn vào cái súng rất là ngầu, những cái họa tiết màu tím gắn vào cái súng nhìn nó thay đổi cái súng cái bụp, những cái súng ngầu vãi nồi luôn. Mới có một bậc thôi nha anh em, nâng cái bậc này là thấy nó đẹp mà khỏi nâng nhiều. Cái kia phép chúng ta có đây, kia phép lần này nó có mọi người cũng cái tông màu giống cái súng luôn thì tất nhiên rồi, và có một cái hình logo của Joker và những cái cơ rô trùng bích nó búng ra ngoài, ở ngoài cái tên nó búng ra. Còn đây là cái ngoại trang tiếp theo, không phải ngoại trang tiếp theo, cái này là có lẽ là cái móc khóa anh em, thường cái chỗ này là cái móc khóa nè nhưng mà chưa có thông tin. Còn đây cái ngoại trang cuối cùng anh em, trời ơi, ngoại trang cuối cùng anh em có thể thấy là những cái hoa văn ở bên ngoài nó đã to hơn rất là nhiều. Ngoại trang cuối cùng anh em có thể thấy là cái hoa văn nó không có thay đổi nhiều, nó chỉ đổi màu thôi, nhưng mà cái đuôi súng nè, cái tay cầm súng nè,
cái băng đạn nè đó, với lại cái bán súng có những cái hoa văn rất là đẹp, và đặc biệt ở trên thân súng nó có những cái lò xo nó búng ra búng vô như là cái lưỡi hề vậy nè, như cái lưỡi của cây mổ hề á, nó búng ra rồi nó búng vô, búng ra rồi nó búng vô đó, nó vậy đó, như cái lò xo vậy đó. Đó là cái ngoại trang tối hậu, ngoại trang cuối cùng của cây Scalar này đó, ngon lành cành đào. Thì từ lúc cây Scalar bí ngô ra thì có lẽ cây Scalar là cây Scalar đẹp nhất từ trước tới giờ. Ngoài thì cây này với cây bí ngô là 1910 đó nè, còn cây Scalar bộ mà bình nước, Scalar mà súng nước á, Scalar mà kiểu như tắm hồ bơi bằng phao á đó, cái đó thì nó bình thường, nó có ngầu cái nó dễ thương thôi. Cây này với lại cây bí ngô là mình thấy lĩnh nhất. Còn cái hòm sát nó đây, trời ơi, trời ơi anh em ơi, hút máu nữa rồi. Cái hòm sát lần này là nó không có hoành tráng như là cái mà Scalar bí ngô, nhưng mà nó cũng khá là đẹp. Cái hòm sát với lại những cái họa tiết hề nè, họa tiết của Joker nè đó, nó chĩa lên ở nắp sát nè, và những cái chi tiết ở phía dưới bên hông hòm sát nữa, ngon lành. Và trong hòm đồ có thêm một cái thông tin, một chiếc xe mô tô của Joker luôn đó, anh em mặc full bộ Joker, cầm Scalar Joker, chạy mô tô Joker đỉnh. Ok, đó là tất cả 6 cái súng nâng cấp mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay. Anh em thấy cái súng nào đẹp nhất và anh em thấy cái Scalar Joker này có đỉnh hay không thì hãy để lại cảm nhận ở phần bình luận nha. Và nếu anh em chưa đăng ký kênh của YouTube mình, hãy đăng ký ngay ở phía dưới và ấn chuông luôn nhận thông báo từ YouTube khi mình đăng video mới lên. Chúc anh em có một mùa Tết thật là vui vẻ, hạnh phúc và ấm cúng bên gia đình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.